Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải Như thông tin nhận định việc mở lại phiên tòa nhằm mục đích cản bước trường hòa bình vào tứ trụ đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được diễn ra vào năm 2021 Phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải sẽ do ông Nguyễn Hòa Bình tránh án tòa nhân dân tối cao làm chủ tọa. Ông Bình là người ký quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm vụ án khi ông đang làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sáng ngày 29 tháng 4, luật sư Trần Hồng Phong, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông đã nhận được giấy mời của Tòa án Nhân dân tối cao về việc tham dự phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ đại án Hồ Duy Hải bị kết án tử trở thành tử tù về tội giết người, cướp tài sản Phiên giám đốc thẩm sẽ diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Phiên tòa giám đốc thẩm sẽ do tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa phiên tòa. Thời gian xét xử dự kiến trong 3 ngày, từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5. Ông Trần Hồng Phong là luật sư bào chữa cho tử tù Hồ Duy Hải. Thời điểm năm 2011, ông Nguyễn Hòa Bình là viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, từng ra quyết định không kháng nghị. Ngày 4 tháng 10 năm 2011 theo thủ tục giám đốc thẩm, vụ án Hồ Duy Hải vì cho rằng cấp sơ thẩm phúc thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội. Vụ án Hồ Duy Hải xảy ra tháng 1 năm 2008 đã qua hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình bị cáo. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao năm 2011 từng có quyết định không kháng nghị. Cuối tháng 11 năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có kháng nghị giám đốc thẩm về hội nghị về hội đồng thẩm phán tòa nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của tòa án nhân dân tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của tòa án phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bị án Hồ Duy Hải tử hình vì tội giết người, cướp tài sản. Để điều tra lại theo đúng quy trình của pháp luật, quyết định kháng nghị mới nhất này sẽ thay thế quyết định không kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2011. Theo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bản án sơ thẩm và phúc thẩm có nhiều nhận định và kết luận chưa phù hợp với tình tiết khách quan vụ án. Việc thu thập, đánh giá chứng cứ tài liệu chưa đầy đủ, nhiều nội dung cần chứng minh của vụ án còn mâu thuẫn nhưng chưa được làm rõ. Các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng như bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa lời khai của Hồ Di Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm trong giải quyết vụ án. Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định lời khai đầu tiên ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Hồ Duy Hải không nhận tội, nhưng bản khai này và có một số lời khai nhân chứng không được đưa vào hồ sơ vụ án. Những tài liệu này có trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra. Ngoài ra, theo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan tiến hành tố tụng đã không lấy lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu, nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ án. Ngoài các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được của ai thì còn có nhiều đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn My Son không được điều tra làm rõ. Kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ những mâu thuẫn từ lời khai chứng cứ dấu vết tại hiện trường chưa được làm rõ cùng với những thiếu sót vi phạm tố tụng nghiêm trọng đã trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị chứng minh của những chứng cứ theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những căn cứ kết luận hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng những vấn đề trên cần phải khắc phục để bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Kỳ án tử tô Huệ Hồ Di Hải Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, dư luận chấn động trước thông tin hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi đóng tại ấp 5 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị sát hại dã man. Ngay tại nơi làm việc và sau đó bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Sau những bản án được tuyên mẹ bị án là Hồ Duy Hải liên tục kêu oan cho con của mình. Nhưng ngày 24 tháng 10 năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hại. Năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành bản án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hại. Tuy nhiên, trong ngày 4 tháng 12 năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo tới các cơ quan chức năng về việc Văn phòng Chủ tịch nước đã nhận được đơn kêu oan của mẹ bị án Hồ Di Hải nên đã yêu cầu tránh án tòa án nhân dân viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để xem xét cho kỹ trước khi tước đoạt sinh mạng của một con người theo nguồn tin của tuổi trẻ mới đây luật sư Trần Hồng Phong và gia đình tù tù Hồ Di Hải đã gửi đến hội đồng giám đốc thẩm tài liệu mới liên quan đến lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường để xem xét trong phiên tòa ngày 6 tháng 5. Đây là tình tiết quan trọng lần đầu tiên được công bố. Nhân chứng không được triệu tập. Theo nội dung vụ án năm 2007, Hồ Duy Hải quen biết hai nữ nhân viên của bưu điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, hai nữ nhân viên này bị sát hại dã man tại nơi làm việc. Hơn 2 tháng sau, ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải bị bắt. Hồ sơ thể hiện Hải là hung thủ duy nhất giết người tại bưu điện cầu voi. Sau đó Hải bị kết án tử hình vì tội giết người và 5 năm tù vì tội cướp tài sản. Trong vụ án, Đinh Vũ Thường là người duy nhất vào bưu điện cầu voi tối xảy ra vụ án. Anh Thường đến bưu điện gọi điện về Cà Mau lúc 19h39 phút 22 giây thì thấy một thanh niên ngồi phía trong bưu điện và nhìn thấy chiếc xe Dream nhưng không thấy biển số xe. Tại biên bản ghi lời khai ngày 31 tháng 3 năm 2008, anh thường khai không thể nhận dạng chính xác người thanh niên đó qua khuôn mặt được. Tuy nhiên, cáo trạng lại căn cứ vào lời khai này và cho rằng nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong bưu điện tại thời điểm xảy ra vụ án. Lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định hung thủ là ai. Tuy nhiên, khi xét xử tòa án đã không chịu tập nhân chứng này tham gia phiên tòa. Các bản án sơ thẩm và phúc thẩm cũng thể hiện anh thường không tham dự phiên tòa. Hội đồng xét xử đã xét xử mà không và không thể thẩm vấn làm rõ tình tiết anh thường có nhìn thấy Hồ Duy Hải tại bưu điện hay không. Ngày 7 tháng 12 năm 2011, luật sư Trần Hồng Phong bào chữa cho Hồ Duy Hải đã gặp anh thường tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc gặp, anh Thường cho biết mình không hề được triệu tập tham dự phiên tòa. Anh Thường khẳng định mình không hề quen biết và cũng không thể nhận dạng thì làm sao có thể nhận ra đó là Hồ Duy Hại. Cũng tại cuộc gặp này, anh Thường đã viết giấy xác nhận nêu rõ tại tòa không mời tham dự phiên tòa và không khẳng định nhận dạng được người thanh niên mà tôi thấy hôm 13 tháng 1 năm 2008 tại Bưu Điện Cầu Voi. Mới đây, luật sư và gia đình của Hồ Duy Hải đã gửi tài liệu này cho Hội đồng Giám đốc Thẩm để xem xét. Theo luật sư Phong, chứng cứ này rất có ý nghĩa. Từ cuối năm 2011 khi nhận vụ án này, một trong những việc tôi làm đầu tiên là tìm bằng được nhân chứng thường. Khi anh thường nói mình không hề quen biết thì làm sao nhận dạng được Hải. Bản thân tôi cũng thấy sốc. Tôi nhờ anh thường viết tờ xác nhận đây có lẽ cũng chính là một trong những cơ sở cơ một trong những cơ sở quan trọng nhất để tôi có niềm tin đi tìm công lý cho vụ án này nay tôi gửi chứng cứ này cho hội đồng giám đốc thẩm luật sư phong chia sẻ đã 12 năm trôi qua nhưng vụ án mạng tại bưu điện cầu voi vẫn còn nằm trong sâu trong bóng tối và nhiều chi tiết quan trọng đã bị mất bị thay đổi hoặc chưa được làm rõ Cụ thể cáo trạng cho rằng sau khi giết các nạn nhân Hồ Duy Hải hai lần ra nhà vệ sinh phía sau rửa tay và dao. Kết luận giám định cho thấy tại hiện trường vụ án thu được nhiều dấu vân tay trên cửa kính và trên vòi nước ở lavabo. Các dấu vân tay này không trùng với 10 ngón tay của Hồ Duy Hải. Song các dấu vân tay này là của ai thì cơ quan tố tụng chưa làm rõ. Điều lạ lùng là kết quả giám định dấu vân tay đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án tại phiên tòa sơ thẩm, Viện Kiểm sát Dân tỉnh Long An cho rằng dấu vân tay không được giám định. Bản án phúc thẩm cũng thể hiện khi cắt cổ hai nạn nhân, máu bắn rất nhiều lên người của bị cáo. Sau khi gây án, bị cáo trèo cổng sau để đi ra cổng trước. Tuy nhiên, tại biên bản khám nghiệm hiện trường trên cánh cổng sau không có bất kỳ dấu vết máu nào để lại. Cơ quan điều tra kết luận Hồ Duy Hải đã dùng dao cắt cổ dùng thớt đập vào đầu nạn nhân nhưng không thu được tang vật để truy nguyên mà đã tiêu hủy ngay sau khi khám nghiệm hiện trường. Chưa hết, sau khi bắt giam hồ Duy Hải, cơ quan điều tra mới cử người ra chợ mua dao thớt dùng để làm bằng chứng cứ buộc tội. Quá trình điều tra bị cáo cũng không tự vẽ con dao mà con dao do điều tra viên vẽ trước rồi đưa cho Hải nhận dạng ngoài nhân chứng thường cơ quan điều tra cũng không lấy lời khai của anh phùng phụng hiếu người đầu tiên phát hiện vụ án các đối tượng tình nghi như nguyễn văn nghị nguyễn my son không được điều tra làm rõ tại thời điểm xảy ra vụ án nghị là người yêu của một trong hai nạn nhân trong đêm xảy ra vụ án nghị có ghé bưu điện cầu voi cơ quan điều tra đã từng tạm giữ và lấy lời khai của nghị nhưng sau đó toàn bộ thông tin về nghị đã rút khỏi hồ sơ của vụ án các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án. Đặc biệt, bản giám định pháp y ghi nhận dạ dày nạn nhân có chứa thức ăn đã nhuyễn, lượng ít không giám định để xác định thời điểm chết của nạn nhân không trưng cầu giám định ngay dấu vết máu thu được và khám nghiệm hiện trường mà để 4 tháng sau mới giám định. Tuy nhiên, lúc này không xác định được nhóm máu do đã bị phân hủy. Ngoài ra, cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể của nạn nhân cũng chưa được giải thích làm rõ trong quá trình điều tra truy tố xét xử. Theo điều 386 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sau khi chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa, một thành viên hội đồng giám đốc thẩm trình bày bản thuyết trình về vụ án. Các thành viên khác của hội đồng sẽ hỏi thêm về những điểm chưa rõ trước khi thảo luận và phát biểu ý kiến của mình về việc giải quyết vụ án. Trường hợp viện kiểm sát kháng nghị thì kiểm sát viên trình bày nội dung kháng nghị. Trường hợp người bị kết án, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng nghị có mặt tại phiên tòa thì những người này được trình bày ý kiến về những vấn đề mà Hội đồng Giám đốc Thẩm yêu cầu. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện Kiểm sát về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án. Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng tại phiên tòa Giám đốc Thẩm tranh tụng về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án. Chủ tọa phiên tòa phải tạo điều kiện cho kiểm sát viên, người tham gia tố tụng trình bày hết ý kiến, tranh luận dân chủ bình đẳng trước tòa. Sau đó các thành viên phát biểu ý kiến của mình và thảo luận. Cuối cùng Hội đồng Giám đốc Thẩm biểu quyết về việc giải quyết vụ án và công bố quyết định về việc giải quyết vụ án. Toàn án Hồ Di Hải kéo dài đã 12 năm người thân giới luật sư nhiều tổ chức trong nước và quốc tế kêu oan đặc biệt hai chủ tịch nước trương tấn sang và trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc đều có văn bản đề nghị xem xét lại hồ sơ ủy ban tư pháp quốc hội trực tiếp giám sát vụ án ghi nhận nhiều vi phạm tố tụng nhưng tránh án tòa án tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao thời điểm ấy đều không chấp nhận kiến nghị giám đốc thẩm hẳn phải có một áp lực rất lớn để che lấp sự thật trong vụ án này đến mức quyền lực của lãnh đạo tối cao của đất nước cũng không soi sáng được. Không loại trừ cạnh tranh chính trị. Gần đây khi tổ chức ân xá Na Uy lên tiếng kêu oan qua bài viết Hồ Duy Hải cơ hội cuối cùng của Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi chỉ dám đặt hy vọng người đốt lò có chút lòng nhân ra quyết định ân xá cho Hồ Duy Hải mà không đụng chạm gì đến quyền lợi của một ai. Nhưng thật bất ngờ, sự việc lại đột biến chuyển sang tình hình mới rất sáng sủa và tích cực cho nền tố tụng của Việt Nam. Ngày 30 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm thu hồi quyết định không kháng nghị trước đó, đề nghị hủy toàn bộ án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Nội dung ngôn từ của quyết định này rất mạnh mẽ chỉ ra hàng loạt sai phạm của cơ quan tố tụng Trả lời BBC News tiếng Việt hôm 4 tháng 11, luật sư Trần Hồng Phong, người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Di Hải giải thích ý nghĩa quan trọng của việc kháng nghị này. Quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tuy chưa kết luận điều gì nhưng có thể nói có ý nghĩa mang tính bản lề và chuyển biến sau 12 năm gia đình mòn mỏi kêu oan, tố giác và chờ đợi. Cụ thể là mở ra cơ hội để điều tra lại và có thể là sẽ truy tố và xét xử lại nếu cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam vẫn xác định Hồ Duy Hải là nghi phạm gây án. Đây cũng chính là cơ hội để cho gia đình và các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải hướng đến mục tiêu giải oan trắng án cho Hồ Duy Hải. Trả lời về nguyên nhân các bước chuyển biến đột phá này, luật sư Trần Hồng Phong cho rằng việc vụ án được kháng nghị giám đốc thẩm là sự tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân. Trước hết là áp lực từ cộng đồng mạng xã hội, cơ quan báo chí gia đình của hồ duy hải và các luật sư qua đơn tư mong muốn một sự công bằng tiệm cận công lý từ các văn bản, bản lưu ý của các tổ chức quốc tế ủy ban nhân quyền liên hợp quốc có người nói với tôi rằng thậm chí có thể từ sự cạnh tranh chính trị của các cơ quan chức cấp cao mà tôi không loại trừ khả năng này bất luận thế nào thì việc kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao thực sự là một tin vui liệu suy đoán về sự cạnh tranh chính trị trong kiến nghị giám đốc thẩm này có đi quá xa không khi đây chỉ là một vụ án hình sự với can phạm chỉ là một thanh niên mới ra trường ai cạnh tranh với ai ai được lợi và ai bất lợi nếu như sự thật vụ án này được lôi ra ánh sáng công lý như đã dẫn ở phần đầu tuy chỉ là vụ án hình sự nhưng do oan trái quá lộ liễu quá nghiệt ngã với số phận của một thanh niên vừa tốt nghiệp ra trường phải mang án tử hình nó thu hút sự chú ý của nhiều người từ chủ tịch nước đến người dân và từ trong nước đến dư luận quốc tế nên chắc hẳn khi sự thật được làm rõ chắc chắn những người làm ra bao che cho oan án phải chịu một trách nhiệm nào đó tương xứng với các vi phạm của mình theo luật pháp, sai phạm ấy là đã thành hành vi phạm tội, người vi phạm dù ở vị trí quan trọng đến mức nào cũng có thể bị xem xét là tội phạm. Luật sư Trần Hồng Phong cho rằng đúng từ mà nói thì đó là sự vi phạm và sai phạm một cách cố ý của các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả các giai đoạn từ quá trình giải quyết vụ án. Nói thiếu sót là quá nhẹ và không đúng với bản chất. Bản thân gia đình Hồ Duy Hải và tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi làm sai lệch hồ sơ của vụ án. Đây là hành vi có dấu hiệu phạm tội được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự. Theo ý kiến của luật sư Hồng Phong thì có rất nhiều quan chức trong ngành tố tụng các cấp phải chịu trách nhiệm về sai phạm trong đó có ít nhất hai ủy viên trung ương đảng đứng đầu hai ngành tố tụng. Phó Thủ tướng đương nhiệm đều đầu tiêu và sai phạm Người chịu trách nhiệm cao nhất và cũng là người tích cực nhất thoái thác các đề nghị kiến nghị giám đốc thẩm ân xá cho Hồ Di Hải chính là Phó Thủ tướng Thường trực phụ trách chính Trương Hòa Bình hiện nay. Toàn bộ diễn biến vụ án và tiến trình xét xử diễn ra trong thời kỳ Trương Hòa Bình là tránh án tòa án nhân dân tối cao. Cá nhân của Trương Hòa Bình trực tiếp có nhiều hành vi mang tính quyết định về pháp lý trong vụ án như sau. Ngày 24 tháng 5 năm 2011, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao có quyết định không kháng nghị và có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải. Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2015, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 13, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam Trương Hòa Bình cho rằng không có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Ông còn cho biết Hồ Duy Hải từng có đơn xin được thi hành án tử hình sớm. Ngày 20 tháng 3 năm 2015, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam khóa 13, Phó trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đề nghị xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải. Bà là người trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án và cho rằng có đủ 4 căn cứ đề nghị kháng kháng nghị đó là Thứ nhất, việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa, phiến diện hoặc không đầy đủ. Thứ hai là kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Thứ ba là có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử. Thứ tư là có những sai phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng bộ luật hình sự. Sau đó, tháng 4 năm 2015, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trả lời vụ này chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị, chủ tịch nước đã bác đơn xin ân giảm án tử hình. Sau khi chủ tịch nước yêu cầu, liên ngành đã xem xét lại và xác định chưa thấy căn cứ để kháng nghị. Chúng tôi sẽ họp lại một lần nữa để có kết luận cuối cùng. Nếu không có căn cứ kháng nghị, chủ tịch nước đã bác đơn thì tới đây giải quyết thế nào? Theo quy định của pháp luật đến đây là hết rồi, không thể giải quyết gì khác. Tiến sĩ luật Trương Hòa Bình không thể không nhận ra những vi phạm tố tụng, những oan sai trong vụ án mà giới luật sư và ngay cả Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã vạch ra nhưng ông tránh án tối cao vẫn đẩy Hồ Duy Hải vào cửa tử. Viện trưởng đương nhiệm sửa sai tiền nhiệm Đồng phạm với Trương Hòa Bình là nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, đương nhiệm là tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải do không có tình tiết mới. Từ hai quyết định của Hai Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2012, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang có quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải. Trước những kiến nghị kêu oan của gia đình, luật sư và của Ủy ban Tư pháp Lẽ ra, với thẩm quyền và trách nhiệm giám sát kiểm tra của các hoạt động tư pháp, Nguyễn Hòa Bình phải chỉ đạo xem xét ra kháng nghị bản án vi phạm pháp luật này, nhưng ông ta hoàn toàn im lặng. Ngày 6 tháng 7 năm 2017, Viện trưởng Nguyễn Minh Trí kế nhiệm Nguyễn Hòa Bình có thông báo số 151 TB VKS. TC yêu cầu Viện Kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra cục 1 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, vụ 6 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, báo cáo những điểm mâu thuẫn trong vụ án Hồ Duy Hải. Kháng nghị giám đốc thẩm mới đây của viện trưởng Nguyễn Minh Chí có lẽ là kết quả của cuộc họp kiểm tra này. Đây là quyết định dũng cảm hiếm có, mạnh mẽ, vạch ra những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải và nhất là chạm đến một ủy viên trung ương đồng cấp Nguyễn Hòa Bình và bí thư trung ương đảng Phó Thủ tướng Thường trực Phụ trách Nội chính chính là cấp trên trực tiếp. Liệu một mình ông Chí có đủ lực để bật lại áp lực vô hình nào đó? Trong thời điểm cuộc đua vào Đại hội 13 sắp tới đang đi vào nước rút, các yếu tố, các yếu nhân luôn cẩn trọng đến từng hơi thở. Chắc hẳn viện trưởng Nguyễn Minh Chí không đến nỗi khinh suất khi ra tay chưa chắc thắng, chưa có điểm tựa nào khả dĩ mạnh hơn. Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình đang là nhân vật có nhiều ưu thế để chen vào tứ trụ. Trong cuộc đua, người dẫn đầu chẳng ai thích hơi thở từ sau gáy, cụ tổng cần thêm củi lớn để đưa vào lò. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi